Ngân xin chào mọi người đang xem kênh của Ngân nha. Ngân đi xuống ngoại xin ít cọng rau về cho bé Xu ăn. Chứ nó cọng rau chút xíu về cái Ngân nấu ăn cả nhà. Có cái cây cam này uổng ghê luôn cả nhà. Bữa giờ không biết sao mà bưởi với cam của ngoại á, nó bị như vậy nè. Nó héo rồi nó chết nhiều lắm. Cả nhà nhìn cây cam vườn nhà ngoại của Ngân nè. Trái mà nó quằn xuống, nó đụng dưới, nó muốn đụng dưới mặt nước luôn. Trái bự ghê luôn á cả nhà. Hồi mà có hả? Vườn sạch bóng luôn. Mà không thấy một cái ngọn cỏ nào ở trên. Nó bóng láng, thấy điều muốn ra đây đá banh được luôn. Ở dân võng ở đây trời ơi. Cây bưởi huyền thoại nè cả nhà ơi. 25 năm á. Không 45 năm gì á ngoài. Bên đây mấy cây này nó cũng già lắm rồi nè, già chát luôn. Bữa da xanh. Chắc clip trong kia mới có không mày? Rau. Mấy ngon đi vô. Đi vô. Ngoại mặn ơi sao? Cây tắc nó tốt mịch. Tắc nhiều lắm. Không cần phải đi mua cả nhà. Ra vườn hái tắc hái ớt. Hay rau. Xu nó nói nó muốn ăn rau. Hết hả? Xui vậy. Đây cam xoàn. Đu đủ. Rồi. Cái gì mà nó muốn giữ người ta cả Út? Cái gì mà giận giận đây là cái gì dưới ta? Nhà mát của bà ngoại nè. Trời ơi, cái nhà mát bự hơn nhà ở Sài Gòn nữa. Trời ơi, cái tủ này nè. Hồi lúc con còn nhỏ xíu luôn nè. Trời ơi. Ba con đóng nè. Dưỡng ba đóng nè cả nhà. Đóng cái tủ này lúc con còn nhỏ xíu luôn, mấy chục năm rồi đó. Trời ơi. Con để 30 năm. 30 năm. Đúng rồi, ngoại nói con tính nói 30 năm. Cái đó nè. Rồi đó. Bị tèo nữa. Cái giường này cũng lâu luôn rồi nè. Đây. Cái giường này là nó gần bằng tuổi, hình như bằng tuổi cái tủ đó luôn á. Dưỡng ba con đóng luôn đây. Vậy á. Thì đó, con nhớ mà hồi đó dưỡng lấy cái đồ đục nè, dưỡng đục cái này nè cả nhà. Trời đục này cực lắm luôn á. Tẳng mẳng lâu lắm. Rồng phụng long gì đây, phượng gì đây. Vườn trồng nè, mùng trồng hồi xưa. Lâu đời lắm mày. Mấy chục năm ạ. Cây tốt. Hai cái bồn nước. Hàng quý năm nay 28 năm. Dạ. Mà có cái này chưa có xanh. Trời ơi, lúc con còn nhỏ xíu à, con nhớ mà. 30 năm. Tính ra con cũng già cả nhà. Chuồng gà của bà ngoại nè. Ở Sài Gòn mà có cái nhà như ở quê thôi rồi. Tiền ta nói tỷ. Đây. Ủa? Ngoại dẹp cái cầu huyền thoại rồi hả? Trời ơi gãy rồi. Cây cầu này cũng là mấy chục năm rồi á. Cái chỗ này nè chứ không phải cây cầu này nha, cây cầu này hồi xưa còn cần cây. Sao rồi mới xây xi măng. Để cho vui vậy đó. Giờ xây an ấy hết rồi. Xây nhà tắm luôn. Không ngày lâu rồi con không có xuống. Ôi, bùn ngót nó ngon. Trời mưa xuống nó ngon nè. Bữa hổm con với mẹ xuống cổ quá trời luôn. Đợt rồi. Đợt mà ăn gì đó, ăn mắm ăn gì con quên rồi. Càng cua ở đây hết luôn rồi. Cái đám càng cua. Đám càng cua mà nhỏ hết rồi. Đám càng cua. Có ai ăn đâu để. Trong gỏi. Ừ. Chấm mắm. Ừ, cũng ngon. Hổm gà cái vụ cách ly đó. Cái con cũng sợ không dám đi. Lỡ.
mà sao thấy người ta cũng đi tới đi lui mà không có đi chợ cả nhà, không dám đi nha, đi chợ không dám đi thiệt đi à. Chợ không đi. À cam với bưởi, ngoài trồng cam với bưởi không, cái máy dầm này cả nhà. Ôi trời ơi, con mới thấy cây cam luôn, cây cam là cả nhà, chùm 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 luôn này cả nhà. Không sợ thiếu vitamin C. Trời ơi, bữa giờ Ngân với Su uống ké cam bưởi của ngoại không luôn, ngoại cho uống nhiều lắm. Trời ơi, cái đám càng cua ngoại bằng cỏ hết trơn rồi, chứ con biết là con xuống con bào. Ai biết ngoại bào trũi hết trơn, ngoại mới mặn hả? Mới mặn, mới nhổ cây cỏ. Chả anh cũng đâu có còn rau đâu. Hết rau, mà cái rau sống, rau đồ không à, chứ đâu có rau đâu. Cái này cái vậy còn ngót rồi cho nó ăn. Còn ngàn ký ba mừng tới. Tới cái dao vừa. Lộn. Cam. Cam này mừng rồi. Hổm. Đây nè, hổm mọc nó đây mình. Đây nè, cam đó nè. Mọc mọc ở đây là ba cái dâu dền. Hả? Ngoài mới nhỏ, ngoài bằng hôm qua nữa. Cái ao bèo. Hết ba cái kèo nào hết trơn. Lá cách. Người miền Tây hầu như nhà nào cũng có ăn cây, hai cây lá cách ở ngoài ao, ngoài bìa vườn á. Để dành ăn bánh xèo. Chấm mắm. Nấu canh. Được không ạ? Kho thịt gà cũng ngon. Dạ. Ngoại chặt bỏ đi cái nó gì nó lên á. Ừ. Lên non á. Này nấu canh ăn, canh tép ăn. Rồi thôi nó đi về cả nhà ơi. Lặt rau xong rồi đi về. Rồi mới sáng giống như trứng mưa. Ủa. Chị trứng mưa. Mù mịt đó. Mù mịt rồi. Mình đã chuẩn bị đu đủ bào sợi và ngân trọng gỏi luôn. Mình cho vô đây thịt luộc nè. Rau thơm. Rồi hiện giờ mình chan nước mắm trọng gỏi. Nước mắm trọng gỏi này Ngân để đường, nước mắm, rồi tắc với lại tỏi ớt, mình nêm cho nó mặn mặn ngọt ngọt á. Nước mắm trộn gỏi thì mình không có pha nước, mình làm đậm đặc vậy là mình trộn gỏi nó thấm nó ngon hơn. Trộn lên thơm mùi rau răm, rau thơm, lá quế, mùi nước mắm, tỏi ớt nữa. Cho chút hành phi vô cho nó thơm. Ở đây có ít tép mồng sen nè, mẹ Ngân cũng đã cháy tỏi rồi. Mình nêm nếm trong đây nước mắm, đường, bột ngọt, gia vị vô đây cho nó thấm con tép ha. Làm thêm ổn mì, Ngân dồn lạp xưởng vô trong ổn mì nè, chan tương cà, tương ớt rồi vô. Và thích lắm. Gỏi đu đủ với lại thịt luộc, rồi tép mồng sen rang. Ngon lắm á, món này ngon lắm cả nhà. Rồi thì Ngân mời cô chú anh chị và các bạn ăn với Ngân nha. Con mời bà cô chú ăn cơm với con. Rồi ăn đi con. Đây là món tôm bằm trứng chiên. Để cho bé Su nó ăn cơm. Mắm tôm cả nhà, mình chấm với mắm tôm nha. Mình thích chấm gì cũng được, mắm nêm, mắm tôm, nước mắm, tỏi ớt gì cũng được. Đây là lá sung với rau sống. Sao tạt có thấy ai chạy ngang cũng dòm cái. Ăn đi con, ăn thêm miếng cơm nhằn bụng. Con không có mập nha. Mà đâu có nói con mập đâu trời. Gắp miếng đu đủ với tép. Mẹ không ăn mắm tôm mà ăn nước mắm tỏi ớt. Tính nói nước mắm đủ đủ rồi. Thiệt tình luôn. Bây giờ còn tính nói nước mắm đủ đủ rồi mẹ. Nhấn nhảm một cái luôn. Ăn thôi cả nhà, đói bụng quá. Sáng giờ con chưa ăn gì luôn. Mắm tôm,
Rượu, rượu, rượu. Trời ơi, cái mùi tép nó thơm thơm. Rang thơm thơm đậm đà không? Ăn mặn miếng ớt không? Ớt trừng trâu rồi. Cắn hỏi cay. Giòn. Cay. Món bưởi rồi. À, còn hai đi đặc lợp. Còn có món dừa. Và có món dừa. Lại không đi ghe cổ rồi nha, đặc lợp. Kiếm cá ăn nó nhỏ. Ai cũng vậy hết. Phải hiểu cả nhà nó có hiểu nhộng vả hỏi ngần chứ mẹ ơi nữa mẹ mất có mẹ muốn con cúng mẹ gì không mấy ngần nói con cúng cho mẹ mắm đi mà đừng có cúng mỗi ngày mắm không ăn không có nổi lâu lâu cúng gà vịt hay là tôm hùm được thấy nó hơi tôm hùm mắc tiền quá con cúng cho mẹ mì gói được. Nhưng mà con sẽ mì xào lắp xưởng như gì xúc xích. Ừ hôm qua con nói mì là mì con làm gì mì xào xúc ngon quá món đó cũng được mày tưởng nó nấu mì gói không ăn riết chắc cũng ngán chứ bộ. con sẽ cố gắng học giỏi anh dân để đó là con sẽ có nhà tiền. Có ai mà xào, xúc xích, xúc cả nhà ai có ai mà là trưởng nhiều rồi để mà biết cái kiểu mà tới đám giỗ cái cúng mì giống như xuông thôi. Hồi đó mẹ con thích ăn mì lắm để con cúng mì cho mẹ con ăn tới năm nào cũng cúng mì không chắc ăn với chắc chết thiệt. Ăn mì muối ớt à mà ăn sủa dở vậy mà cũng mày đặt sủa giòn cay cái xương xương hồi đó đó nè nó lúc hồi nhỏ nó bị bệnh mới bận bệnh ho viêm phổi rồi vậy đi thuốc đông y á thầy thuốc đông y kêu là bắt tắc kè và chân thuốc bắc cho nó ăn ngân với em của ngân hả đi bắt phải đi xin giáp sớm luôn nhà nào cũng ghé vô xin tắc kè mà công nhận Vinh nó câu cá kè hay mà hai thầy con á con Su là một mình nó ăn là 40-50 con tắc kè cả nhà cũng thích như đừng thấy nít nào ăn dữ. Nó ăn mà hồi lúc nhỏ nó ăn mà chân mày nó rậm lên luôn rồi nè nó rậm thấy đỏ luôn á mà ngộ hết mẹ ngộ chân với chân với thuốc bắc còn không thì nấu cháo rồi rỉa là mà xương lắm xương ăn không có nhiêu thịt á nhưng mà đừng bỏ cái đuôi nha bỏ cái con mắt với cái đầu đừng bỏ cái đuôi là có vị thuốc á. Ăn sau 50 con tắc kè hai chân mày nó đậm đen luôn mà lông nó đậm luôn nó cuộn nó chết luôn á không mà từ thời gian đó thấy gõ gạch luôn thấy gõ gạch luôn nó bổ gì thần ngân cũng không biết luôn nhưng mà cuối cùng thì nó cũng còn cái bệnh đó đâu hết đâu nhưng mà sau này nó lớn nó tự nó hết à nữa mẹ má con cúng ủa mẹ cúng con gì ủa mẹ cúng con quá con cúng mẹ gì nó mẹ xàm ghê cúng mẹ nói chuyện trên mây không mẹ không nói chuyện dưới đất buồn quá nhưng mà cũng tâm từ buồn mẹ con nói từ buồn mà mẹ con Su cũng vậy luôn con Su nó chán mẹ nó lại buồn đi hồi xưa đi đâu cũng đi chèo luôn thiệt ngon là hả là như là chèo xuồng mà phải nói là cái gì ta thánh chèo xuồng luôn thôi à, đi sập bình cũng đi chèo xuồng mà hồi xưa cái nhà tại giờ nói mới nhớ nhà hồi xưa mà coi tình hình á kêu quê ngân hay kêu tiền hình xong mỗi lần mà tới phim hay nha mà tới nhất là tập cuối hay là khúc nào hay bắt đầu nó hết bình nó gom lại còn có chút xíu mà tình hình nắng đen nữa gom nó chút xíu mà cũng ngồi thò lỏ mắt vô coi trần thắng rồi nói tình hình nhắn ra mới nhớ là bà chính lấy bố mà bà chính lấy bố mà bà có ở chỗ ngoan là có mình đã có tình hình màu chạy máy đèn
hả? Trời ơi, hồi xưa hát mấy cái tuồng à, thần nữ dân ngủ linh kỳ rồi, Lưu Hiền, Lưu Kim Đính đúng không? Lưu Hiền Lưu Bố gì đó, mê lắm luôn. Mỗi lần buổi chiều đốt đuốc đi lên nhà bà coi, xong mà chặt học còng, nhớ đó chặt học còng nè. Không biết có nhà cả nhà có ai còn nhớ không ta, chặt học còng rồi bắt đầu cái khô rồi rang. Ngồi mà coi mà ăn cái kiểu mà con nít mà trời ơi, nó xả rác ở nhà của bà khó lắm, bà già bà khó lắm luôn nha. Vậy mà không lên nhà bà coi, không hỏi coi, bà chửi bánh của chửi dữ lắm nè. Xong rồi ngồi nó ăn học còng, cái nhà phía biết cái học còng là nó địch trời tất cả. Có lão thuật nè mẹ. Có lão thuật nè. Ừ, nó chửi. Không có còn nóc nhà luôn, banh nóc luôn. Đốt đuốc đi, đi chơi rồi tay gái đi đâu cũng vậy, đốt đuốc đi mà vui nữa, thấy vậy chứ hồi xưa vui hơn bây giờ đó cả nhà. Khổ nha, cực khổ thiệt, cái gì cũng cực, làm gì cũng thủ công không mà chứ không phải như giờ đâu. Nhớ rồi đó, đám giỗ á, hồi xưa đám giỗ rồi đâu phải như giờ đi tiền đâu, đi đường bột ngọt, bánh thửng, hồi xưa bánh thửng, bánh sân ban, thấy mà đủ thứ rồi, thịt heo đi gụ nữa. Có cái quả đi bánh xong rồi để cho cái quả đi, xong rồi hồi đi về xong người ta còn dặn quả lại cho mình nữa, dặn lại mấy cái bánh như mình đi bánh sân ban thì dặn lại ít cái bánh sân ban đem về nhà. Nhớ hồi nhỏ gần cũng có sắm cái quả nữa, cái nhà nhỏ nhỏ vậy, mắc cười cái nhỏ cái quả mà nó có cái vỏ lưới ở ngoài nữa. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Ngân. Nhớ bấm đăng ký và để lại bình luận bên dưới có cái góp ý gì đó. Để lại bình luận ủng hộ kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.